cách thiết kế theo phương ngang mang đến cảm giác rộng rãi hơn. Tablo cũng trải phẳng theo trục ngang, đường nét tối giản và gãy gọn, mở rộng tầm nhìn cho người lái. Tablo được bọc da cao cấp và được khâu chỉ thật, tỉ mỉ nên có cảm giác sang trọng hơn mẫu cũ. Vô lăng có thiết kế mới, mang đến trải nghiệm lái tốt hơn. Vô lăng trợ lực chỉnh điện 4 hướng, đồng thời còn tích hợp cả nút chức năng hỗ trợ lái, bao gồm chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay và kiểm soát hành trình Cruise Control. Nội thất Expander 2023 Cross ở giữa là màn hình giải trí 9 inch viền mỏng, vô cùng bắt mắt. Màn hình tiêu chuẩn hóa với khả năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto và hệ thống 6 loa, mở ra không gian giải trí vô hạn cho khách hàng trải nghiệm. Khu vực trung tâm điều khiển hạng nâng cấp từ phanh cơ lên phanh tay điện tử. Đồng thời còn có các nút điều khiển hệ thống điều hòa, đặc biệt là chế độ làm mát nhanh, mắc cool, giúp giảm nhiệt độ nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm điện năng trong những ngày nắng nóng. Expander Cross 2023 tiếp tục sử dụng khối động cơ xăng 1,5 lít MiVec, sản sinh công suất tối đa 103 mã lực tại 6.000 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại 141 Nm tại 6.000 vòng 1 phút, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Động cơ mượt mà mang đến cảm giác vận hành êm ái và phù hợp với điều kiện giao thông tại nước ta. Sự nâng cấp của vô lăng mang đến cảm giác đánh lái nhẹ cũng như trả lái nhanh. Điều này giúp người lái có thể xử lý các tình huống tốt hơn bản tín nhiệm. Mitsubishi Expander Cross 2023 có hỗ trợ lái đảm bảo an toàn cho khách hàng với hàng loạt tính năng hiện đại như hệ thống phanh ABS, EBD, BA, hệ thống kiểm vào cua AYC, phân phối lực phanh điện tử ASC, cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo TCL, hỗ trợ phanh khẩn cấp ESS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, kiểm soát hành trình 2 túi khí, camera lùi, camera 360 toàn cảnh, căng đai tự động hàng ghế trước, đèn cảnh báo phanh khẩn cấp, chức năng chống trộm, chìa khóa mã hóa chống trộm, khóa cửa từ xa bằng smartphone. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.